Cha cứu quả. Rồi, có chú lính cứu quả không? Sao cứu quả làm gì? Để đưa người xuống. À, đưa người xuống, rồi. Rồi, bây giờ con thử bỏ một cái người vô đó để đưa xuống đi. Đã, đưa người xuống chỗ nào, để chỗ nào, người đâu, người đây, cái xe này đỡ nhiều người, xe đỡ nhiều thứ đó, nhưng như còn ở hai cái này đâu. À đâu, giả dụ là người, giả dụ là đưa người xuống đúng không? Ừ. Rồi giờ đưa lên cầu là lấy một cái tòa nhà chung cư đi đúng không, trái chữ trái đúng không, là đưa người xuống. Con cần có một cái tên cứu quả gì nữa. À, cái này là cái cần. Rất là. Nó kêu không? Cậu đi. Bây giờ con cẩu cái gì cho ba xem đi, đâu có xe xe cần cẩu là đẹp nè. Ồ, cái xe nó đẹp quá. À, móc vô là cẩu không? Nhìn nó đi. Cái cần nữa ba, cái cần nó dài. Chị hai giúp không? Kiếp à, móc vô à. Rồi, cỡ đây. You câu. Câu ha. Rồi, còn câu nào được nữa không? Câu thêm nữa không? Con cần một cái xe. À. Ồ, cầu gấp rồi. À, xe cứu quả chữa cháy đúng không? Còn cái xe nãy là xe cứu quả khác đúng không? Cứu người. Xe cứu quả chữa cháy. Quyên bấm nhọt cho ba nghe thử. Có nhọt không? Ồ, hết pin rồi. Rồi kéo dây xịt nước chỗ nào? Biết chỗ nào? Thì nước đâu, cái dài đâu, dây nước đâu. Kéo dài ra được không? Được mà. Được không? Ồ, nó dài, xịt đi. Nhà trái. Thì tính coi, thì xuống dưới đất. Xịt nước đi. Nó lại đi. Hôm nay mình có chiếc xe cứu quả màu đỏ. Và cái này là cái nút màu đỏ này ba. Ừ. Để bóng nước nó phun. Ừ, nó phun. Có chuông không? Không. Nó nữa hết pin hả? Ờ, hết pin rồi. Rồi bây giờ nó hả? Nó nữa con lấy nó lắp nữa ngoài đưa pin cho con mày kì thì con hai pin. Rồi nó xịt nước như thế nào? Bây giờ quyết chỗ bỏ pin ở đâu không? Ở dưới xe, lật cái xe lên. Bỏ pin chỗ này đúng không? Đúng. Bỏ pin trong này. Không, bỏ pin nữa này. Đây. Đây là chỗ bỏ nước. Bỏ nước, à rồi. Còn đây là chỗ bỏ pin. Rồi. Bây giờ còn đây là mấy cái nút để đi, để bóng nhọt với xe nó hút. À rồi, cái cứu quả thì mình gọi số máy để được cứu quả 114. Đúng rồi, giỏi. Là nước đâu, giờ là mình làm sao cho nước nó phun giờ hơn. Hãy bỏ nước vào, bỏ tài nước, thì ra nó bơm. À bơm, rồi. Thì ra nó xịt lên cơ. Ừ. Thế này nè. Cho có dụng máy thử con không? Kéo cái cầu thang đó nó có giờ ra được không? Được,
tranh. À nó lên tranh, nó co lên hả? À rồi. Rồi có bò nước nó phun như thế nào đâu? Chú. Đó là xịt lên tòa nhà cao tầng được đúng không? Để con phun nó lại. Phun nó lại, có lính cứu hỏa không? Không. Lính cứu hỏa ở trong này đi. À ngồi ở trong xe à? Ngồi ở trong xe. Thì đã ngửi nhốt rồi. Rồi, giờ cho xe cứu hỏa chạy đi. Cái xe cứu hỏa này hơi ồn ồn chút thôi các bạn. Ừ. Đúng. Người ta nói phải đúng đất. Đúng đất đi. Rồi, nó cứu hỏa đâu? Cứu đi. Dạ. Bưng nước. Dạ, có lẽ thì tại nhà. Bơm. À, cái đang bơm nước hả? Con đang bơm nước. Cái đúc ra là bơm nước đó. Cái này để bơm nước nè con. Ừ. Tiếp tục giới thiệu đi. Máy xe. Máy xe à? Xe đó xe gì? Xe cần cẩu. Con giới thiệu từng xe đi. Con xe nào, có những xe nào, xe nào, xe đó làm gì? Xe này là để đưa người chú đó. Còn xe này để nước chấm cháy. Còn xe này để cẩu đồ. À đâu, kéo cái xe cẩu đồ cho bác xem thử. Ồ, cẩu hả, nó có cần dài quá. Cảo đồ đi. À rồi móc vô cảo thử cho qua cây thử. Con đang cảo cái gì? Con đang cảo cái bức tượng. À. Cái bức tượng này. Ui, tên đâu rất ngoài dạ. Ra đừng nói cũng đi. Rồi. Cảo lên cò đi. Cầu quá. Dựng nó này. Dựng nó này nha ba. À đúng rồi. Dựng nó này. Để con tạo nó đi. Rồi con nói gì tạm biệt các bạn đi. Nhìn ba dỗ nè. Rồi đi. Ui. Nói đi. Nói đi. Tôi nghĩ vẽ một miếng này nè bạn.